Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi mua một con xe và mình sẽ quay một cái clip là anh em mình mua một con xe mình sẽ lời được bao nhiêu, và mình sẽ quay thực tế nhất có thể luôn, quay là từ giá mua và giá bán luôn cho anh em. Và bây giờ là con xe này ở Đồng Nai, chiếc xe này là sẽ là CB300 ha. Dù có mua được hay không mua được thì mình chỉ vừa coi trên mạng, mình chốt giá trên mạng thôi, là có mua được hay không mua được á thì mình cũng đăng lên cho anh em xem. Thì cái con xe này thì mình đã chốt giá trước trên mạng đầy đủ hết rồi, thì lát nữa ra mình sẽ quay giá cả. Thì xe này ở thành phố Biên Hòa ha anh em ha, ở thành phố Biên Hòa. Thì mình sẽ đi tới đó mình mua, mình ký giấy rồi cho anh em thấy là tất cả các chi phí và mình sẽ lời trong con xe đó bao nhiêu tiền, và có phải là làm vì đam mê không nha anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ đi tới tận nơi. Con xe mình thu là CB300, và mà từ đây tới Biên Hòa là khoảng đi vòng về khoảng 100 mấy chục cây thôi anh em. Thì chi phí bán tải thì anh em cũng biết rồi, thì để mà bảo trì xe một con xe hơi này thì cũng rất là cao, cao hơn bảo trì con không có lớn. Thôi thôi bây giờ mình đi cho anh em xem ha. Rồi bây giờ tại vì mình đi một mình thôi cho nên hơi khó quay, anh em thông cảm xem clip hết mình. Rồi mình đã tới Biên Hòa Đồng Nai anh em đó, xe mình đã tới. Thì anh em thấy một quá trình đi mua xe là phải đi tới nơi rồi đi quá trình đường, nói chung là đường cũng ở Biên Hòa ở đây cũng xa. Đây nhà rất là đẹp ha anh em, rất là đẹp, khu này rất là rộng, khu này chơi mô tô mới là đáng đó. Mình mà có điều kiện mình cũng kiếm kiếm căn mà ở thành phố mà như góc này là làm mô tô đã luôn á, góc này là làm mô tô cực kỳ đã, đậu xe cực kỳ sướng mà mát nữa đó. Rồi đô xe đây thì xe xe đây em quay chiếc xe, quay chiếc xe. Đó, thì xe bụi, biển số nè anh em, biển số 60A1 02237. Rồi, đây là em CB300. Mình mua xe đa số là mình mua xe ngay ngay chủ nha, chủ thì do chị không có thời gian mua. Đây, đây đây, coi đây. Chị không có thời gian, chị thích, chị đam mê, chị thích mua mua thôi. xong chẳng đi gì cũng đã, Đó. xong rồi bắt đầu Ôi, bây chị giờ năm nay nhiêu mà nhìn rất là chị 49. da căng hơn em nữa. Ôi trời ơi. Được, để chị lấy chìa khóa, mốt cái chìa khóa chị đưa cho em. Hai chìa khóa. Thường thường em quay là em né chủ xe ra, mà chị vô luôn thì vô luôn cho vui, Không, không sao để đâu em cả. lưu lại thông tin cho vui. Này em cởi cho chị, Rồi. em cáo chị. Rồi đây chìa khóa của chị nè. Đấy, được. Hả? Hai chiếc luôn. Ừ. Chiếc này rồi mấy chiếc này rồi chiếc Không, cái xe mấy chiếc hơi này rồi là kia. chị của bà chị nha chị. Rồi. Ừ, Hai hai chì đầy bảy đủ luôn xe à? con, nhà chị có ba đứa gái cơ, Hai chì đầy đủ. ba đứa đi xe, ba xe với con gái cơ. Mình có Rồi. cái xe nào mà kiểu xe đua nó lùn lùn nó cỡ như cô đi Có mấy dòng xe nhỏ nữa, nhỏ xíu nữa, dòng nó nhỏ lắm, cái này cao cao. tầm Đây bốn đây quay 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 đồng hồ, quay đồng hồ. Đây. 3897 rồi. Chưa đi khỏi Biên Hòa. Là chỉ đi vòng vòng trong thành phố Đúng rồi rồi. đó. Rồi thì Thì hôm bây nay giờ đi cà mình dắt xe lên thùng luôn, rồi hai chị em mình đi ký giấy nha. Rồi ok, cảm ơn chị, bắt tay. Rồi cảm ơn em chị gái nhiều. may mắn nhé. Cảm ơn chị. Đây. Bữa nay em sốt mấy ngày, đến hôm kia em qua mà sốt nó hành vậy, hành mấy ngày trời luôn á. Rồi. Rồi. Thì như anh em đã thấy á, là con xe mình đi tới nhà tận chủ mình giao. Đó. Tới nhà tận chủ mình mua, và giá mua thì mình có để trên màn hình. Giá của đó là mình mua tại nhà chị đó là 80 triệu. Là chưa tính chi phí, tất cả chi phí tại vì anh em nghĩ không, xe lướt anh em không thể nào mà ép giá người ta đâu. Tại vì xe lướt thì nó đẹp. Em có thể quay kỹ vô bình xăng đi. Em quay kỹ vô mọi thứ, xe tụi mình đã rửa xong. Rồi. Nó rất là đẹp, nói chung là mọi thứ nó cũng còn khá là ok đó, nói chung là còn rất là ok. Thì xe đã qua sử dụng mà nó sẽ không như xe mới, nhưng mà mọi thứ đều rất là ok, nó là xe lướt mà. Đó. Rồi, em quay lại góc cũ. Thì 80 triệu cho chi phí mình chạy bán tải từ đó, chưa tính khấu hao nha, tính tiền xăng thôi. Tiền xăng cộ là cũng khoảng là 800 ngàn. Rồi chưa tính khấu hao vỏ, dầu nhớt thì nó không tính. Đó, là nó sẽ rơi vào 81 triệu cho tiền ký giấy đồ luôn đó. Là 81 triệu. Rồi về cho mấy anh em nhân viên dọn rửa dưỡng lại, xịt mắt quanh rồi dưỡng kiểm tra là công nó khoảng là 2 triệu. Tại vì trong quá trình là mình phải là dưỡng lại vỏ nè anh em, dưỡng lại cái vỏ
dưỡng lại dàn áo, nói chung mình dưỡng lại cho nó đẹp đẹp. Nó là chi phí là mà dọn như vậy là khoảng là 2 triệu, là 83 triệu đúng không? 83 triệu. Rồi mình bán ra sẽ là 86 triệu. Con này bây giờ mình đang bán luôn cho anh em sẽ là 86 triệu. Là tổng vị chi là bán một em xe lướt là mình sẽ lời khoảng đâu đó 3 triệu. Đó. Lời khoảng đâu đó 3 triệu là anh em thấy cái giá lời khi mà bán xe lướt không? Nó tốn công, thấy không? Công mình đi từ sáng tới Biên Hòa là trưa. À, từ trưa đến Biên Hòa là từ mình đi lúc 12 giờ trưa tới Biên Hòa là kẹt xe đâu luôn là khoảng là 2 tiếng. Là khoảng là 4 lúc đó là 2 giờ đi ký giấy này nọ là khoảng 3 giờ mấy 4 giờ về tới nhà là khoảng 6 giờ. Thì mất khoảng nửa ngày công. Rồi phải công bán tải rồi dắt lên dắt xuống rồi về đây rồi anh em phải rửa tầm 2 ngày nữa. Tại vì xe mấy xe mà chùm mền để lâu á nó bẩn lắm anh em. Nó dơ lắm. Và chiếc xe này á chị này mua tặng chồng mà chồng không đi. Kiểu như người ta rodai xong cái người ta không đi nữa. Ta đi 3.000 cây cái người ta không đi nữa. Đó rồi ta để đó luôn, ta để đó luôn ủ bụi cả 1-2 năm. Thì mọi thứ nó còn nó dính bụi dơ lắm, bụi dơ nó đóng khó chà cực kỳ. Đó rồi mình vui vui nữa, mình tặng ví dụ mình tặng anh em bình nhớt nữa thì còn nhiêu con xe lời 2 triệu à. Đó, đó. Là anh em thấy bán xe lướt là đa số xe lướt là bán nha, để cho vui, đó nó thiệt để lời tình cảm, cái đó là tình cảm luôn đó. Mình đăng mọi thứ lên cho anh em thấy là chi phí đi lại là như thế nào luôn cho một em xe lướt. Cho nên ít chỗ người ta chọn để người ta bán xe lướt. Tại xe lướt nó có giá anh em. Anh em thể nào ví dụ một chiếc xe mới 90 thì anh em mua nó khoảng ví dụ con này xe mới thì chủ hồi đó mua tới 130 mấy thì mua 80 là quá sâu rồi, còn ép nữa ai đâu chịu bán. Anh em ép nữa anh em ép 70 ai đâu chịu bán, đúng không? Anh em ép giá 70 ai đâu chịu bán, anh em phải đúng giá. Rồi khi em bán ra phải giá hợp lý thì người ta mới mua được. Ví dụ con này 86 triệu. Đó, anh em thấy không? Mình đã bán luôn thực tế luôn. Rồi, em có thể quay cái đầu đèn cho anh em. Xe thì mọi thứ như mới luôn, sổ hướng dẫn sử dụng nè anh em nè, mình mới lục ra được nè. Để lâu quá mà nó cong luôn nè, sổ hướng dẫn sử dụng để trong cái yên á, lâu quá. Anh em quay cái đầu đèn anh em xem. 2 chìa khóa đầy đủ luôn. Xe đẹp can xà beng luôn. Cục máy nè, quay cục máy anh em xem. Mọi thứ là mình rửa lại là đẹp hết luôn. Đó, vô nè. Đó. Biển số thành phố Đồng Nai nha, thành phố Biên Hòa nha, 66A1-2237. Đó, đi tới nhà tận khách thu, quay tận nhà luôn. Thì đương nhiên là những cái ô đo đồng hồ là mình bán là bao uy tín với anh em ha. Đó, tới tận nhà quay từ tận nhà chủ xe luôn mà không uy tín nữa thì sao. Đó, mọi thứ rồi, như mới, kính, zin đồ còn đầy đủ. Xe này nguyên bản nha, nguyên bản xe zin. Đó. Đó, rồi mình test hết cho anh em, mà với kinh nghiệm của mình test hết cho anh em thì xe ngon anh em mua về chỉ là anh em chạy vi vu thôi. Đó là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ thật lòng của mình luôn á. Sai một cái nào là không có sai một cái nào luôn nha anh em, mình chia sẻ thật lòng từ cái lúc clip đi rồi tới cái clip tới nhà rồi clip bây giờ hiện tại xong con xe. Đó. Đó là một cái chia sẻ dành tặng cho anh em. Anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh và bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Thì nếu anh em ủng hộ kênh nhiều, kênh phát triển thì cũng là một cái vui. Tại vì mình làm, mình đem đến cho anh em những con xe ok, những con xe thiệt sự chính chủ. Là có nghĩa là đi mua từ chủ luôn á. Là những con xe chính chủ tìm đem đến cho tất cả các anh em. Thì anh em chỉ cần một cái chút gọi là động lực cho Minh là bấm like và subscribe cho cái kênh YouTube mà Minh đang quay cho anh em xem thôi. Là Minh thấy là vui rồi. Đó, còn đó là chia sẻ thực tế cho anh em đó, anh em thấy không? Bán xe lướt nó sẽ nhờ chi phí như thế nào mà anh em mà còn nhiều anh em còn trả giá, nhiều anh em mua bê xe mình nó trả gần chục triệu luôn, trả gì lỗ luôn, sao bán vậy chắc là hả mình bán nhà sớm luôn anh em đó. Còn cái chi phí lao tin nhắn rồi mình show hết cho anh em coi rồi. Cảm ơn anh em nhiều ha. Đó, chúc anh em một ngày làm việc thì là nhiều sức khỏe. Anh em nào mua xe thì cứ liên hệ cho mình trực tiếp cho mình số điện thoại 0916640653 hoặc qua tận shop để xem xe và mua xe. Ok anh em ha. Chị cho em quay chiếc xe xíu nha. Rồi, không quay dính chị đâu, em quay chiếc xe xíu rồi để em lấy tư liệu. Rồi đây là xe thu tại nhà. Con ơi, 3.897 đó. Khu này rất là đẹp nha anh em.
xe rồi anh em. Thì để lâu thì bụi đóng, bụi đóng rất là nhiều.